Rồi, số đầu kênh 7 xin chào cả anh em. Hôm nay là 17 tây tháng 10, em sẽ lên kỳ là 618 nha. Kỳ này em lên cần cho anh em, cần hôm nay cần giá rẻ nè anh em. Thì cần rút nha. Hôm nay em lên rút là nhiều nha, em đa số là rút hết. Đó, bữa hổm giờ anh em hỏi cần rút quá trời luôn, húp rút như là rút súp á, súp lỡ nè, khoen vào ISO phen lỡ nè. Đó, ISO phen to rồi đó. ISO phen nhỏ cũng có nữa ha. Có hai cây ISO phen nhỏ nha. À, cần rút mini nè, combo cho anh em rút mini 5 cây luôn ha. Rồi, thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn nha. Anh em nào chốt hai đơn cho lên em xem miễn phí ship, còn anh em nào chuyển khoản làm bao ship luôn nha. Rồi, lên hẹn nha, số điện thoại em là 0988546535 ở đây nha anh em. Rồi, lên hẹn cho anh em để em đây, mà đầu tiên là em lên cho anh em mã số 1 nha. Đây, mã số 1 là em combo cho anh em 5 cây cần rút cho anh em câu tôm 1.8 đến 2.1 nha anh em. 5 cây rút câu tôm, câu bè, câu cá vặt cho con cháu vừa mình chơi nha anh em. Đây thì nó có là hình như là 3 cây là 1.8 nè. Chia hiệu hai cây này trước đi ha. Đây mấy cái dàn khoen này anh em đánh biết chừng nào mà nó hư nha. Dàn khoen kẽm nè, nó cần thì khá là đẹp quá ha. Cây này hình như 1.8 hay 1.65 gì đó, để em coi em đo cho nó chuẩn xác lại nha, để báo với anh em là 1.65 ha. Một cây 1.65 nè. Mấy cây này câu tôm là hết bài luôn. Hai cây 1.65 nè. Đó, hai cây này là 1.65 nè anh em. Hai cây này là 1.65 nè. Đây, cây này hình như là 1.8. Đây cây này 1.8 nè, nó có để luôn, Marine Boy nè. Cây này cứng 10 đến 30 gì nè. 1.8 nè. Đó. Ha. Cây này dạng khoen sứ luôn anh em. Cây này khoen sứ luôn, 1.8 nè. Đó, 1.8 này ha. Rồi thêm cây hay thêm một cặp 2.1 nữa. Đây, thêm một cặp 2.1 nữa nè. Nó phen cũng là phen kẽm ha. Cây cây này nó giờ phen nó bị đóng biển xanh nó này, phải đóng muối á ha. Kiểu rêu xanh nó muối, nó đóng muối á thì nó xanh xanh vậy đó. Giờ anh em vệ sinh ra thì dạng phen kẽm này anh em chơi biết nào mà nó hư. Đây, 2.1 nè. Nói chung là 5 cây ha. 5 cây mà em bán giá thì phải nói hết hồn cho anh em chơi luôn. Đây. Nè, 5 cây nè, 5 cây về cho con cháu đi chơi nha. Bữa hổm anh em hổ rất là nhiều mấy cái cần này luôn. Combo cho anh em nè, 5 cây này nhiêu, mở hàng cho anh em là 470.000 nha. 5 cây là 470.000 nha, anh em không nghe lộn đâu. 5 cây là 470.000 anh em ha. Mã số 1 nha. Rồi, tiếp theo mã số 2. Đây mã số 2 thì hai cái này nè, khá là nhiều anh em thích luôn. Anh em chút nhanh thì còn nha. Nổi cái cây này không là đủ tiền nè. Cây này không là đủ tiền nè. Một cây rất là gọn luôn. Tầm khoảng thu gọn tầm khoảng cỡ là 40cm thôi. Anh em có thể bỏ cốp xe ha. Cây này một cây khoen bát Fuji luôn. Đây một cây cần rút, một cây rút mini nha anh em. Rút mini đây, hàng tam nhật đàng hoàng luôn, dàn khoen Fuji nha. Đây cây này khoen Fuji có 5 khoen nha anh em. Đây, đọt nè. Đó, còn mới lắm ha anh em. Carbon sấn gân luôn anh em ơi. Đó, thì cây này nó dài của nó là 1.8 nha, 1.8L. Đó, 1.8 cây này cứng tầm khoảng cỡ 20 nha anh em. Đó, cây này cứng cỡ 20, 1.8 nè. Đó, cây này không mà đủ tiền rồi. Đây, thêm một cây nữa. Thêm một cây nữa. Đây, dòng này thì anh em nào mà chơi ISO nhỏ anh em cũng rất là thích nè. Dài cũng là 1.8 một cây ISO nhỏ nè. Đây, một cây ISO nhỏ nha. Cây này dàn khoen là Fuji luôn nha anh em. Đây, bu của nó là bu Fuji xích luôn á. Đây, thì cây này nó là coi cây này nó dài là nhiêu? Cây này dài 1.7 nha anh em. Đây, một cây ISO nhỏ dài 1.7 nè. Đó. Đây, khoen nhóm ở chân luôn. Đây. Nè, dưới đây thì cây này chỗ này nó có chạy xíu nha. Chỗ này chỗ cây carbon nha anh em. Cây này là carbon nha. Chỗ này có chạy xíu, bát là Fuji luôn. Đó. Ha, thì hai cây này em combo cho anh em nhiêu. Mã số là mã số 2 nha anh em. Đây, mã số 2. Đây, mã số 2 nha. Mã số 2 này combo cho anh em giá là 570.000 nha anh em. Rồi cây này là đủ tiền rồi nha. Đó. Đây, 570.000. Mã số 2 nha anh em. Đây, cây này còn nắp chụp đầu luôn nha. Nè. Cây này còn nắp chụp đầu luôn. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây mã số 3 là cho anh em một cây cần, một cây hay loại lua nè. Một cây này cần lua mà lua lua phíp nha anh em. Một cây lua phíp mà dàn khoen là Fuji nha. Nói cái dàn khoen này thì nói chung là anh em về lấy dàn khoen không cũng là đủ tiền nha. Đây dàn khoen là Fuji luôn. Đó. Đây một cây lua phíp nha. Trời. Cây này vintage cat. Dài 1.8 nha anh em. Đó, dài 1.8. Cân nặng của nó là cây này rất là nhẹ luôn. Đây nè, cây nặng nó chỉ có 105 gram thôi ha. Một cây cần này có 105 gram thôi, anh em về câu bè câu tôm thì cũng được ngon nữa ha. Khẩu cần lua thì cái đọt của nó là 2 ly nha anh em. Cây này đọt 2 ly à, nhưng mà nó anh em nó đọt 2 ly, nó cứng chứ không phải cứng đâu. Cây này nó tầm khoảng cỡ là ML bên lua thôi anh em ha. Rồi cây này mã số 2 nha.
giá là 200k, có nhầm mã số 3 nha anh em. Cây này mã số 3 giá là 200k cho anh em chơi luôn. Và tiếp theo mã số 4 nha. Đây, mã số 4 là một cây rút nè, một cây cần rút. Một cây rút dài là cứng 15 và 2m4, nhưng mà độ dài thực tế của nó là 2m3 nha. Cây này hạ đọt 10cm, bây giờ cây này cứng là 30 rồi nha anh em. Cây này cứng 30 và 2m4, 2m3 nha. Cây này là một cây cần súc nha, dạng là rim súc nha. Nó cần súc là cho anh em đánh cây này, anh em có thể là chơi được lua nha anh em. Cây này có thể chơi được lua dàn khoen Fuji luôn ha. Đây khoen Fuji, này cái đọt cũng rất là to luôn anh em. Đây, cây này rất là nảy nha, độ cứng nếu mà anh em mà chơi lua thì cứng tầm M là khỏe nha anh em. Đây chơi lua là cứng tầm M là khỏe nha. Đây. Nó dài là 2m3 nha, bát là Fuji, khoen là Fuji luôn. Thì cây này có một cái lỗi khoen chỗ này. Thì cái khoen này nó mua nước một vòng nè, chỗ này em đã chấm keo ngon lạnh hết trơn, anh em câu thoải mái nha, không có sao hết đâu. Rồi thì cân nặng của nó ha. Cây này cân nặng của nó là 140g và cái đọt của nó cũng khá là to nha. Cây này đọt to nè. Đọt cây này nó tới 2.5 ly luôn ha. Đó, đọt 2.5 ly dàn khoen Fuji không là thấy là quá ngon rồi. Đây, thì cây này giá có 350 thôi anh em, mà số 4 nha, 350k nha anh em. Cứng 30 và 2m3 nha. Lua thì tầm khoảng cỡ là M nha anh em. Lua cứng M hoặc là trên M luôn á. Đây dàn khoen nè. Dàn khoen còn khá đẹp luôn. Thì mấy cây này không có 50 đầu nha. Rồi, mã số 4 350. Tiếp theo mã số 5. Đây mã số 5 tiếp tục là một cây lua rút nha. Một cây lua rút cắn hở 3 khúc luôn. Cây này hãng Suzumi, hàng Korea nha anh em. Đây, Suzumi Korea. Cây này độ cứng của nó là 5 đến 15 nha. Cây này để là cứng 5 đến 15 nhưng mà nó cứng tầm khoảng cỡ là 15 20 nha anh em. Cây này cứng cỡ 15 20 nha. Đây, nè, độ nảy của nó đây. Ha, cứng cỡ 15 20. Nè. Đó, dàn khoen thì quá đẹp luôn. Cây này dàn khoen rất là đẹp nha anh em. Cây này khoen là dòng khoen hãng nha. Đây. Dòng khoen hãng, bu là bu chống sóng luôn nè anh em. Đó, bu chống sóng cho anh em luôn. Này dàn khoen còn rất là đẹp luôn. Thì cây này hàng carbon nha. Đó. Nè, cây này hàng carbon. À, một cây là G-Cat ha, G-Cat. À, dài 2m4. Đó. Khá đẹp luôn. Cây này mới là 80% ăn lên nha. Thì cây này giá là 370.000 nha anh em, mã số 5. À, hãng Suzumi nha, 370.000, hàng Korea xuất. Tiếp theo là một cây rất là đẹp luôn nè. Một cây cần phải nói là một anh em nào thích màu vàng đây. Cái cây này quá đẹp rồi. Một cây Romadin nha nè. Romadin này có hai nơi sản xuất. Một là hàng Kim Trung sản xuất, hai là Korea sản xuất, nhưng mà nó xuất cho Nhật thôi. Cây này tên là Vivip 300i. Thì cây này nó dài là 3m nha. Thì cây này có lỗi nha anh em. Cây này có lỗi là mắc cái nắp đít nha. Nắp đít này rất là dễ chế nha. Giờ anh em lấy cái nắp chai, anh em chụp đơn, anh em quấn keo lại là ngon ha. Thì không để anh em để quậy đánh luôn, nó lòi ra chút xíu thôi, không sao hết nha. Đó nè. Rồi cây này rất là đẹp luôn. Một cây rồ mà đinh nha anh em. Đây dàn khoen của nó nè. Nè, dàn khoen rồi, đẹp không? Đó, mới cáo luôn anh em ơi. Cây này rất là mới nha. Nè, cái đọt cũng rất là to luôn. Đây đem rút ra, nó dài 3m nha. Cây này cứng tầm khoảng cỡ là 30 nha anh em. Đây, cây này cứng 30 nha, dài 3m nè. Cây đẹp kinh luôn trời. Cây này anh em đánh lăn xơi câu kép hoặc là anh em câu hầm đồ ngon ha. Câu ngâm đồ, ngâm hầm hồ rồi đó. Thì rồi, cây này của Romarin. Thông số của nó thì căng nặng chút nha. Đo đọc đi. Đây, cây đọt cây này. Cây này đọt cũng khá là to nha anh em. Cây này đọt tới 2.5 ly luôn nha. Rồi, căng nặng của nó. Cây này mắc nắp đít cân nặng còn lại là 220g nha anh em. Cân nặng chỉ có 220g thôi. Rồi Marin nè, khá là đẹp. Bữa hổm giờ anh em tìm mấy cần 3m đến 3m6 nè, anh em lấy nha. Rồi cây này mã số 6 nha anh em. Cây này mã số 6 giá là 400k nha. À, mới quá mới rồi. Tiếp theo mã số 7 nha. Rồi, mã số 7 là bữa nay cũng về một cây khá là cứng luôn, cái đọt nè. Đọt số 5 và 4m4 luôn anh em. Cây cần Power Fork. Cây này hàng Korea xuất nha. Ở dưới đây thì mấy ông Nhật cũng quấn keo điện nha anh em, quấn để cho cầm chắc tay thôi chứ không có bị gì hết. Anh em về anh em tháo ra hoặc là anh em để vậy đánh nha. Thì cây này là một cây cầm ISO phen to nha. Một cây ISO phen to, khoen bát Fuji. Đây, bát là Fuji nè, khoen dàn khoen là Fuji không bị lỗi luôn nha anh em. Nè, dàn khoen Fuji còn mới cáo không bị lỗi luôn. Đây. Đó. Ha, dàn khoen này thì anh em giờ anh em vệ sinh lại nha. Nè, mới rất là mới luôn. Đó, khoen Fuji. Bên trong là carbon sấn gân nè, cần carbon sấn gân nha. Nó đọt tới số 5 luôn nha anh em. Đó, anh em nào thích đọt số 5 mình lấy nha. Nè. Đó, có sức dâm nha. Cây này tầm khoảng 70% ăn lên. Rồi. Không có nắp chụp đầu luôn nha anh em, đọt của nó. Cây này đọt nó là 2.2 nha anh em. Cây đọt 2.2. Nặng là
nặng là 350g ha. Đó, đọt số 5 về 4,5 m. Đó, anh em nào thích chơi đọt số 5 mình lấy nha, giá thì rất là tốt cho anh em luôn. Mã số 7 500k nha anh em. Đó, dàn phen Fuji luôn. Tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8 là em sẽ combo cho hai cây này cho anh em hàng về em sưu tầm chơi nha. Hai cây ISO dẫn hai cây NFT hàng cổ nha, hàng VIP luôn. Độc quyền. Đây, NFT, hai cây này dài là 5,4 m hết trơn luôn. Đi Lucy nha, hai cây đi Lucy. Và cần là phíp đỏ nha anh em. Hai cây phíp đỏ, dòng Epoch thì cái khoen nha. Cái khoen của nó là khoen sứ nha anh em. Khoen sứ kiểu là khoen sứ nâu nha. Nè, sứ nâu. Đó, thì một cây là còn rất là mới nguyên vẹn nha. Một cây này cũng mới lắm nhưng mà cây này nó bị mắc một cái khoen anh em. Đây mắc một cái khoen từ thứ tư từ trên đếm xuống nha. Nè, đó, cây này mắc một cái khoen nè. Thì em sẽ combo luôn. Nếu mà em bán lẻ là một cây 450 đó nhưng mà nó mắc cái khoen rồi em combo vô cho anh em luôn. Giờ anh em hạ tài hoặc là anh em làm cái gì đó anh em làm ha. Đây, cái đầu bu của nó nè, cây nói chung hai cây này rút ra là thẳng tưng luôn nha. Nè, cái bu của nó nè, bu của nó em đo cho anh em quay cái đọt của nó nè. Đọt của nó rất là to anh em ơi. Đây, đọt của nó là tới 2 ly luôn nha anh em. Bên đây là 2 ly 2 luôn ha. Một cái là một cái 2 ly, cái 2 ly 2 luôn á. Nha. Nè, đọt bên đây 2 ly 2, đọt bên đây là 2 ly nha. Đây dàn khoen nè, cần khá là đẹp luôn ha. Phíp đỏ hết trơn luôn, hai cây phíp đỏ. Nó nội cái dàn khoen này không là anh em thấy rồi. Đây đặc quyền không, dàn khoen nè. Quá trời đẹp cái dàn khoen luôn. Nè, đó. Đây. Nè, còn mới cáo luôn. Thì anh em nào chơi sưu tầm mình lấy nha. Hai cây này cũng khá là nặng nha anh em. Đó. Đây, NFT, nội địa Nhật luôn. Hai cây ISO, giờ anh em hạ tay hoặc là anh em làm gì đó anh em làm. Thì em để cặp này cho anh em là mã số 8 nha, giá là 600k anh cho anh em cặp này nha anh em. Đó, 600k cặp này. Nè, cho anh em về anh em hạ tay lấy khoen lấy phôi rồi. Rồi tiếp theo. Chị hoặc là anh em sửa lại cái khoen nha, anh em xài. Rồi tiếp theo là mã số 9. Đây mã số 9 là một cây cần súp lỡ tiếp nha, một cây súp lỡ 3,6 m nè anh em. Đây. Súp lỡ 3,6 m, cây này cái phôi siêu dày luôn. Cây này phôi rất là dày, khoen bát Fuji nha anh em. Dàn khoen của nó là khoen hãng nha, lồng sứ nha. Này cây này còn khá là mới luôn. Này cái đọt cũng rất là to, cây này đọt tầm 3 ly luôn á anh em ơi. Thì độ cứng nó tầm khoảng cỡ là 25 bên súp nha anh em. Nha, cứng 25 cứ cần súp á. Đây cây này đánh anh em đánh lăn xê, bạc bãi đồ ngon. Ha, lăn xê bạc bãi. Đó. Rồi, thì cây này hoặc là anh em đánh lục cũng được nha, lục đầu cành đồ đó. Rồi, cây này dài 3,6 m nha, mới cáo luôn, 85% ăn lên luôn. Nè. Một cái chi cách tơ luôn 3,6 m. Rồi đó, mã số code đầy đủ luôn. Rồi cây mã số 9 nha. Thì cân nặng của nó rồi cây này cân nặng là 380g nha anh em. Cái đọt của nó, cây này đọt tầm 3 ly là xiền luôn, y chang luôn anh em. Cây này đọt tới 3 ly 2 lần anh em. Đọt tới 3 ly 2 luôn ha. Rồi mã số 6 này giá là 400k nha anh em. Thôi mã số 9 chứ, cây này mã số 9 nha, giá là 400k. Tiếp theo mã số 10. Đây mã số 10 cũng là một cây súp lỡ cần phíp nha. Một cây súp lỡ phíp. Bát là Fuji, khoen là Fuji nha anh em. Nó khoen là khoen dòng khoen sứ nha anh em. Đây, khoen lòng sứ không phải là Fuji nha, khoen hãng. Cây này khoen, cái khoen của nó hơi bị ten nha. Nè, nhưng mà còn khá là chắc chắn nha anh em, nên để giá rẻ giờ cho anh em chơi nè. Thì cây này nó dài tới 3,9 m luôn nè. Anh em đánh lăn xê gần cái giá rẻ thì mình lấy nha, lăn xê bạc bãi nha. Đây cái đọt cũng khá là to luôn. Rất là nãy nha. Cái đọt rất là nãy luôn. Nè, bịt phôi thì còn khá là đẹp luôn. Cây này phôi đẹp lắm. Phôi mới cáo luôn, chỉ là dàn phen nó chơi. Mấy ông Nhật cũng chơi, ông không lau chùi anh em. Về nó bị hơi, nè, nó nhìn hơi rỉ nha, nhưng mà còn chắc chắn lắm. Rồi, thì cây này cái đọt của nó, đọt cũng to lắm anh em ơi. Cây đọt của nó là 2 ly 8 nha. Rồi, nặng là 420g nha. Rồi, cây này mã số là mã số 10 nha. Mã số 10 này giá là 300k nha anh em. Nè, 300k nên lấy từ bãi chơi nha, bát Fuji luôn. Mã số 10, tiếp theo 11, 12, 13, 14 là 4 cây cần súp nha. 4 cây cần súp phíp nè, 4 cây súp phen bát Fuji luôn anh em. Đây, 11 nè. 11 là một cây súp phíp nè, cây này có bị chốc sơn ở đây ha. Đây, cây này bị chốc sơn xíu ở đây đây. Nè, phen bát Fuji, nói chung súp mà dàn phen Fuji thì nó nè, dàn phen này nó uy tín không? Dàn phen này không là đủ tiền rồi anh em. Đây, nè. Cứng này tầm 25 nha, mấy cây này cứng cỡ 25 hết nha anh em. Nè, dòng phíp nha, phíp đỏ, mấy cây này dòng phíp đỏ hết. Nè,
đó, dàn khoen Fuji nè, nội anh em về lấy cái dàn khoen thôi là cũng đủ tiền rồi. Đó, Sinbad cây này hàng Korea xuất nha, 3.9 nha anh em, cứng 25 dài 3.9 xúc xúc lỡ mã số 11 nha, giá là 400k nha anh em. Cây này cân nặng của nó, rồi cây này cân nặng là 400g ha. Đọt coi cây này, đọt của nó là 2.6 nha anh em, mã số là mã số 11, 400k. Mã số 12 đây, mã số 12 là một cây 3.6 Takaso nha. Cây này cũng là một cây xúc phíp nữa nha anh em, 3.6 đó, dòng xúc nữa nè, đây 3.6, đây dàn khoen là Fuji luôn ha, à, dàn khoen Fuji này siêu đẹp luôn, dàn khoen mới cáo luôn, nè, bên trong nè, càng còn khá là mới nha, 80% ăn lên luôn, 3.6, bát là bát Fuji luôn, đọt nè. Và cây này đọt của nó là 2.4 nha, đọt 2.4, cây này cứng tầm khoảng cỡ là cũng 23 nha, cây này cứng 23. Rồi cây này nặng là 400g luôn ha anh em, mã số 12, 400k luôn. Mấy cây xúc này em để đồng giá cho anh em chơi. Tiếp theo mã số 13 luôn nè. Mã số 13 tiếp là một cây Suzumi Rod nè, cây này hàng Korea nữa nè. Một cây xúc Korea nữa. Đây 3.9 nha anh em. Đây, 3.9 dàn khoen Fuji luôn ha. Dàn khoen còn khá là đẹp luôn anh em. Nè, khoen Fuji. Cây này cứng 25 nha anh em. Đây. Cây này cứng 25. Cứng 25 và 3.9 nè. Mấy cây xúc này anh em đánh đánh bạc bãi thì khỏi chơi luôn anh em ơi, bạc bãi lăn xê rồi đánh lục rồi cũng được ha anh em, lục đầu cành rồi ha, lục răng đó. Dàn khoen Fuji thì khá là ngon rồi, anh em chơi biển nó thoải mái rồi ha. Rồi cây này mã số là mã số 13 ha, cũng là 400k luôn, cây cân nặng. Rồi cây này cân nặng cũng là 400g luôn ha anh em, đọt của nó. Rồi cây này đọt của nó là 2.3 nha. À, đọt 2.3. Tiếp theo mã số 14. Đây, 14 cũng vậy luôn, 14 cũng là 400k cho anh em chơi luôn. Cây này cứng 25 về 4.2 anh em. Xúc cắt to nha, 4.2 nè, 400k luôn. Cây này cũng là chất liệu phíp dàn khoen Fuji luôn ha. À, cái dàn khoen thì khỏi chơi rồi. Cây này 2 4 6 7 khoen luôn nha anh em. Đây. Thì cây này có một khoen nó bị nứt cái dòng khoen nè. Cái này là em đã vô keo ngon lạnh hết trơn rồi, anh em cứ về việc đánh thôi, đừng có lo mà nó bị sức cái sứ ra ha, em đã vô keo ngon lạnh hết trơn rồi. Đây nè, đọt nè, cây này cứng 25 nha. Đây bên trong còn khá là đẹp luôn anh em ơi, mới cáo rồi ha, dòng khoen Fuji luôn. Thì cây này cũng vẫn để 400.000 cho anh em luôn ha. Cân nặng của nó, cây này cân nặng của nó là 490g nha anh em. Rồi, đọt của nó là cây này đọt 3 ly luôn nha. Cây đọt tới 3 ly luôn anh em. Rồi, 400k luôn, 4.2. Rồi, mã số 14 nha, 400k. Tiếp theo mã số 15. Đây, 15 là em có một cây cần ISO khoen nhỏ nha. Đọt số 2 dài 5.3, cây này mắt tắt, cây này độ dài thực tế của nó là 5.1 nha. Cây này độ dài thực tế là 5.1 nha anh em. Dàn khoen của nó là dàn khoen kẽm nè. Đây, dàn khoen kiểu Niken đó. Kiểu là Niken gì đó. Đây, ở trên đây là khoen Fuji nha, mấy cái khoen chạy là khoen Fuji nè, cái đọt của nó thì to đùng luôn. Cây này mấy ông Nhật cũng hạ đọt rồi nè, nên cái đọt rất là to nha. Cây này nếu mà giờ nó tầm khoảng cỡ số 3, đọt số 3, số 4 luôn quá. Đây, rất là nảy nha, anh em nào giờ làm cần tay thì cây này tầm khoảng cỡ là 3.5, 4.5 nha anh em. Giờ là 5.1 nha. Đó, giờ anh em hạ tay chơi, mấy cây này hạ tay thì đúng bài luôn rồi. Đây, phôi rất là dày nha, mắt tắt này của Korea luôn. Cây này mã số 15, giá là 350 anh em, hàng carbon luôn, có 350 thôi. Tiếp theo mã số 16 nha. 16 là một cây, tiếp tục là một con cây carbon nha, carbon Olympic. Đây, cây ISO phen nhỏ, cây này gọn nha, Olympic. Đây, cây này nó dài thực tế là hình như là 5m 4m8 hay gì á. Cây này dài thực tế là 4m8 nha anh em. Nha, độ dài thực tế cây này là 4m8, dàn khoen Fuji phóng quang, ở trên là khoen chạy nha. Ở trên là khoen chạy của nó là dạng khoen kẽm nha anh em. Đây khoen chạy dạng kẽm, bu là bu Fuji luôn. Đó. Đây. Nè, ở dưới đây thì qua dân đầy đủ luôn, bát là Fuji nha anh em. Đây cần Olympic carbon luôn. Thì cây này nó mã số 16 nha, giá là 300k nha anh em. Cân nặng của nó nè. Cây này cân nặng của nó là 280g nha. Đọt. Cây này là đọt sợi tinh đặc nha anh em, đọt 1 ly 2. Đây, cây này đọt sợi tinh đặc.
còn 1 ly 2 nha. Rồi có nắp chụp đầu luôn, mã số là mã số 16, giá 300k. Tiếp theo mã số 17, đây mã số 17 em còn hai cây cuối nè, hai cây hai khúc cuối nè, nó hai cây cần rất là đẹp, phen vàng luôn nha. Bát là bát nè, nè bát vặn ha, phen vàng luôn. Đây cây này là một cây hàng carbon ha, UGK anh em nè. Cây này dòng là sản xuất cho nội địa Nhật sử dụng nha, cứng 30 dài 1m8 nha anh em. Nó câu bè, cây mấy cây này anh em câu bè hay câu tàu câu thuyền thì cũng ngon nữa ha. Đây 30 1m8 gần carbon nha anh em. Đây khá là đẹp luôn, mã chrome. Rồi thì cây này mã số là mã số 17 nha. Cân nặng của nó là 250g, đọt là 2 ly nha anh em. Cây đọt 2 đi đúng luôn. Đó, cứng 30 và 1m8. Rồi mã số 17 giá là 400k nha. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là cũng là nó luôn. Nè, phen vàng luôn nè. Ha. Cây thì nó cứng 50 nha anh em, cứng 50 và 21 nha. Đây 50 và 21 phen chân vàng. Đây. Đó, thì cây cứng 50 và 21 thì cân nặng của nó là 290g ha. Đọt của nó cũng là 2 ly luôn nha anh em. Đây. Bát nè. Thì cây này, cái này đâu mấy ông Nhật cũng quấn ba cái keo điện này, nó để cho cầm chắc tay thôi. Thì nó ở dưới thì nó có gian gì nè. Rồi nó gì nữa ha. Rồi, 18 này giá là 500k nha anh em. Nó xả cho anh em còn có mấy cây nữa là hết rồi. Rồi. Cuối cùng luôn cho anh em ha.